minh được tử vi mến chào các bạn Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đoán xem tử vi 12 con giáp thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng chạm năm Tân Sửu, ngày này là ngày Đinh Mão, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cao Trần, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Tu Tức, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thi Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, lư trung hỏa, ngày đinh mão, tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm lư trung hỏa kỵ tuổi tân dầu quý dầu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dầu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành một cục xung với dầu hình tí, hại thìn phá ngọa và tuyệt thân vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi ất dầu quý dầu quý tỵ quý hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao lộc khổ, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng tế tự sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao phi ma sát kỵ về giá thú nhập trạch sao quả tú sao đối với cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính đông và sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung và có thể đây là nguyên nhân gây nên không ít sóng gió cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp với bà tuổi Tý đang có điểm báo kẻ tiểu nhân xuất hiện gây đủ trò cản trở để cho bạn mệnh không thể nào hoàn thành được công việc theo đúng như tiến độ mà bạn đã đề ra. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi tí trong ngày thứ sáu này là hãy thận trọng trong từng việc mình làm, đặc biệt là luôn giữ thái độ khiêm tốn, điềm tĩnh, đừng vội vàng phản ứng ngay, bởi như thế rất dễ rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân, đối phương luôn cố gây hấn, chỉ đợi cơ hội tìm ra điểm yếu gây bất lợi cho bạn mà thôi. Và trong ngày thứ sáu này với bà tuổi tí lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng bù lại về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại rất tốt đẹp với bạn tuổi tý luôn có được sự động viên cổ vũ kịp thời từ nửa kia của mình trong những thời khắc khó khăn nhất và bạn vô cùng cảm kích về điều đó và càng thêm trân trọng vào tình yêu của cả hai người dành cho nhau về câu quýt của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim vận trình có nhiều sóng gió, sự nghiệp lao đao. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy đề phòng tiểu nhân xuất hiện gây cản trở tín độ Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, luôn giữ thái độ khiêm tốn, điềm tĩnh để hạn chế những rắc rối xảy ra với mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ nóng nảy chỉ càng dễ rơi vào bẫy của những kẻ xấu bụng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc tình cảm được bình in khó khăn luôn bên cạnh động viên cổ vũ cho nhau. Về đánh giá của bạn tử tí trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 76, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày của thiên tài chiếu mệnh cái điều này mang đến cho bạn tuổi Sửu có được một ngày tài lộc vượng phát nhờ vậy mà bạn tuổi Sửu không còn phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc thậm chí trong ngày hôm nay còn có người cho thêm tiền bạc cho bạn nữa và ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu đối với những bạn làm công ăn lương, nếu như chịu vất vả một chút thì bằng tài liệu của mình, bạn có thể kiếm được thêm những công việc bên ngoài gia tăng thu nhập cho mình. Ngày này đối với những bạn kinh doanh buôn bán thì có một ngày buôn may bán đắt, lợi nhuận thu về cũng cao hơn nhiều lần so với những ngày bình thường. Và với bà tuổi Sửu thường xuyên theo dõi những xu hướng của thị trường để kịp thời đổi mới, thu hút được nhiều khách hàng hơn với mình nữa. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn sẽ gặp chút muộn phiền trong chuyện tình cảm ngày hôm nay. Trong khi cảm xúc của bạn ngày một thăng hoa và chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy thì đối phương hiện tại lại có chút lạnh lùng, thờ ơ và không mấy bận tâm tới chuyện hai người nữa về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tài lộc được vượng phát không còn nội lo về tiền bạc tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có người còn được người khác cho thêm tiền tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa người làm công ăn lương kiếm thêm thu nhập bằng nghề tay trái của mình tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ người kinh doanh buôn bán có được một ngày buôn may bán đắt tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc gặp phiền muộn uh, muộn phiền trong chuyện tình cảm và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 83, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Thân. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội phù trợ Cái điều này mang đến cho bạn tuổi dần đang có được những cơ hội để mở rộng mối quan hệ xã giao tăng khả năng gặp được quý nhân với mình Nhờ vậy mà sự nghiệp của bạn tuổi dần phát triển thuận lợi thậm chí nếu có khó khăn cũng có được quý nhân giúp đỡ cho bạn nữa nhé hơn nữa, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa mang lại cho bạn cực kỳ là lạc quan, tin yêu vào cuộc sống, nhờ đó mà chuyện tình cảm của bạn cũng được tốt đẹp hơn. Đối với những bạn đang còn độc thân, đừng quá kiến chọn, hãy mở rộng lòng mình ra, bạn sẽ nhất định chọn được người phù hợp với mình. Hãy cho đối phương cơ hội để thể hiện tình cảm với mình nữa bạn tuổi dần nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và đây là lời cảnh báo cho bạn tuổi dần đang có nguy cơ mất tiền hao của. Và với bạn tuổi dần, đừng chỉ mãi mê quan tâm tới chuyện tình cảm của mình mà bỏ mặc mọi thứ đi tới đâu thì tới. Bạn sẽ có thể đánh mất đi cơ may kiếm tiền đến với mình chỉ vì quá mãi mê cho chuyện tình cảm của mình nữa đó nhé về câu quyết cho bà tuổi dần trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có được cơ hội mở rộng mối quan hệ tăng khả năng gặp được quý nhân tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa sự nghiệp phát triển thuận lợi khó khăn được người giúp đỡ tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ quan hệ xã giao hài hòa mang đến cho bạn có được sự lạc quan yêu đời tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc đối với những bạn đang còn độc thân đừng quá kiến chọn hãy mở rộng lòng mình hơn từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim để phòng nguy cơ mất tiền cẩn trọng trong từng quyết định về tài chính ngày hôm nay về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 11 số 56 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Mùi tuổi Dần Từ vi tuổi Mão thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có tỷ Kim chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bà tuổi Mão đang có thêm sự quyết đoán và kiên trì để tiếp tục đi trên con đường mình đã lựa chọn và ngày hôm nay với bà tuổi Mão khi bạn đã tin tưởng vào sự lựa chọn của chính bản thân mình khả năng thành công cũng sẽ cao hơn bản mệnh có ý chí, có quyết tâm và hãy cứ tự tin vào năng lực của chính mình bạn tuổi mão nhé. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão, con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay không có nhiều biến động lớn. Với bạn tuổi mão, nguồn thu nhập hiện tại của bạn chủ yếu vẫn đến từ công việc chính cho nên nếu như bạn muốn gia tăng thêm thu nhập cho mình đối với những người làm công ăn lương có thể mạnh dạn tìm kiếm những công việc làm ngày từ từ ngày tê trái chắc chắn sẽ bận rộn hơn nhưng bù lại bạn sẽ thấy công sức của mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng và ngày thứ sáu này với bà tuổi mão lại đang gặp ngày có màu khí vượng đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu bị sa sút bạn mạnh cần phải đặc biệt chú ý tới chế độ ăn uống của mình nghỉ ngơi hợp lý nhất là những người có tiền sử về bệnh gan về câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có thêm sự quyết đoán và kiên trì để tiếp tục đi trên con đường mà mình đã lựa chọn tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa hãy cứ tự tin vào khả năng năng lực của chính mình tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ tài lộc không có nhiều biến động thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đối với những người làm công ăn lương có thể mạnh dạn tìm kiếm công việc từng từ ngày tay trái tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, sức khỏe có dấu hiệu sa sút, chú ý tới chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý hơn. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi giàu. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mạo thìn tương hại cái điều này cho thấy với bà tuổi thìn đang có điểm báo rất có thể sẽ vấp phải không ít những chuyện rắc rối trong ngày hôm nay và ngày này với bà tuổi thìn họa thị phi rình rập nhiều chuyện rối riêng có thể xảy ra nhưng bản mệnh của bể kiểm soát ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng và cả công việc của mình trong ngày hôm nay nữa nhé. Bù lại trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tử thìn bạn mệnh lại gặp được ngày có chính tài nâng đỡ và với bà tử thìn không cần phải tính toán quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Tuy trong ngày này có nhiều chuyện đau đầu phát sinh nhưng với bạn sẽ nhanh chóng giải quyết được một vấn đề tiền bạc tự theo nhau về nhà cho bạn nhé và trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn cậu đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc cái điều này cho thấy với bạn đang có những suy nghĩ áp đặt cứng nhắc của bạn có thể sẽ đẩy cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy đi vào vực thẳm bạn đừng có nghĩ rằng mình luôn luôn đúng mà gạt bỏ quan điểm của đối phương bạn cần phải học cách lắng nghe và trân trọng ý kiến của người ấy nhiều hơn bạn tuổi thìn nhé về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa họ, họa thị phi rình rập nhiều chuyện rối ren xảy ra tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ danh tiếng và công việc của bạn bị ảnh hưởng không hề nhỏ tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không cần phải tính toán quá nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nhanh chóng giải quyết được những vấn đề khó khăn hiện tại mà bạn đang gặp phải tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy với những suy nghĩ áp đặt cứng nhắc có thể đẩy tình yêu của hai bạn vào vực thẳm. Về đánh giá của bạn tự thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 77, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang chịu tác động của thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho vận trình công danh sự nghiệp của bà tuổi tỵ cũng vì thế mà không được thuận lợi dường như với bà tuổi tỵ trong ngày này vẫn chưa nhìn ra được vấn đề mà mình đang gặp phải cho nên vẫn mong lung làm những việc không cần thiết với bạn có thể nhờ tới sự trợ giúp của những người có kinh nghiệm để chỉ điểm ra những mặt quản hạn chế, thiếu sót, từ đó kịp thời bổ sung khuyết điểm của mình bạn tuổi tỷ nhé. Và với bạn tuổi tỷ trong ngày này, nếu như bạn đang mong chờ một cơ hội để cải thiện thu nhập hiện tại của mình, thì có lẽ hôm nay vận may vẫn chưa mỉm cười với bạn. Thậm chí, nếu như bạn cứ háo thắng, sốc nổi, đầu tư mà không tính toán kỹ càng, bạn có thể sẽ phải trả giá đắt bằng chính những đồng tiền mồ hôi xương máu mà mình đã vất vả làm ra nữa. Và trong ngày thứ sáu này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn đang dự ở mức bình ổn, không sóng to nhưng cũng chưa thực sự được thăng hoa Con đường tình duyên của những bạn đang còn độc thân, đang có xu hướng được khởi sắc hơn. Bạn không cần phải đi đâu xa, xung quanh bạn, những người bạn tiếp xúc hàng ngày chính là những đối tượng hứa hẹn sẽ mang lại sự bất ngờ trong tình cảm dành cho bạn nữa nhé về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa vận trình công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ chưa nhìn ra được vấn đề mình đang gặp phải nên tìm cách khắc phục thì hơn tử vi tuổi kỷ tỵ thì thuộc mệnh mộc có thể nhờ tới sự trợ giúp trị điểm của những như người có nhiều kinh nghiệm tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim tránh đầu tư mù quáng do nóng vội sốc nổi tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tình cảm bình ổn đối với những bạn đang quan độc thân tình cảm được khởi sắc hơn về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 15, số 60, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi ngọ, thứ 6, ngày 14 tháng 1 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là Bạn tứ ngọa đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo có vận tiểu nhân đe dọa làm cho vận tình của bạn không được suôn sẻ có kẻ ném đá giấu tay hạm hại bạn tứ ngọ chỉ vì sự đố kỵ đường tín thân của bạn ngày càng trở nên bấp bênh dù có quá nhiều lực cản nhất là đối với những ai làm trong cơ quan nhà nước thì lại càng bị cạnh tranh mạnh hơn bù lại trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày của thực thần chia chở cái điều này làm cho phương diện tài lộc của bạn trong ngày hôm nay vẫn có được cơ hội khởi sắc rực rỡ đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh buôn bán với bà tuổi ngọ làm gì cũng thuận lợi không vướng phải trở ngại gì tài lộc cứ thế kéo nhau đổ về nhà trong ngày thứ sáu này với bạn tử ngọa cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh làm cho bạn cũng đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay diễn ra được như ý muốn. Bạn tử ngọa bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình, ham nóng tình cảm sau những tháng ngày bận rộn khiến cho mối quan hệ có phần lạnh nhạt hơn đó nhé. Về câu quyết cho bạn tử ngọa trong ngày thứ sáu này, từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đề phòng có kẻ nhắm đá dấu tay hãm hại chỉ vì sự đố kỵ tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy con đường tín thần của bạn ngày càng trở nên bấp bênh và có quá nhiều lực cản tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa vận trình tài lộc được khởi sắc đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh buôn bán có một ngày buôn may bán đắt tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ buôn bán được suôn sẻ tài lộc cứ thế kéo nhau đổ về nhà tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tình duyên diễn tín như ý nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình. Vậy đánh giá của bà tử ngọa trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may bắn số 13, số 91, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tốt. tử vi tuổi mùi thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 xem vợ trình ngày thứ sáu này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là ba tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay vô cùng là thuận lợi suôn sẻ với bạn mạnh tuổi mùi tìm được con đường phía trước phù hợp đúng với những gì mà mình đã mong đợi vì thế bạn hãy phát huy hết khả năng nỗ lực không ngừng nghỉ để tiến lên thành công bạn tuổi mùi nhé và ngày này với bà tuổi mùi cũng rất thích hợp để cho bạn tiến hành những kế hoạch về đàm phán, hợp đồng, hợp tác về làm ăn, tăng tín về tài lộc. Lại thêm, trong vận trình ngày này, bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mạnh hỗ trợ cho vận trình của bạn, cho nên bạn có được cơ hội kiếm tiền để làm giàu trong ngày hôm nay, không nhỏ chút nào. Các thần vây quanh sẽ trợ lực rất lớn cho bạn để các dự án về tài chính của bạn nhanh chóng đem lại được kết quả tốt nhất nữa. Tuy nhiên với bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khác. Cái điều này cho thấy bạn khó tránh khỏi được những sự tranh luận với một nửa của mình ngày hôm nay. Và nếu như bạn quá nóng tính, không kiềm chế được trong các cuộc tranh luận, hãy chọn một dịp khác để trò chuyện và nhìn nhận lại. Thay vì cố gắng bảo vệ cho đến cùng quan điểm của mình lúc này sẽ không tốt cho bạn nhé về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim công việc diễn ra được thuận lợi suôn sẻ tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tìm được con đường phù hợp để phát huy hết khả năng của mình tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa ngày thích hợp để cho bạn tiến hành đàm phán hợp đồng hợp tác về làm ăn tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ cơ hội kiếm tiền làm giàu trong ngày hôm nay khá cao, tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc khó tránh khỏi những tranh luận với nửa kia của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 70, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ. Từ vi tuổi thân thứ 6 ngày 14 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh và đây là các thần hỗ trợ cho quân đường công danh sự nghiệp của bạn trở nên thuận lợi hơn với bạn tuổi thân bạn cần phải tranh thủ cơ hội này để cố gắng nỗ lực thể hiện khả năng của mình nhờ thế mà đạt được những thành quả rất đáng ngưỡng mộ nữa và điều này khiến cho cấp trên có cái nhìn thiện cảm với bạn và có ý định sẽ thử thách bạn thêm bởi những trọng trách mới trong thời gian tới. Đây là cơ hội tốt để cho bạn tuổi thân chứng minh năng lực thực sự của mình và giành lấy vị trí xứng đáng. Với bạn tuổi thân cũng đừng có ngần ngại, cũng đừng có sợ thất bại mà hãy tự tin và cố gắng hết mình đi bạn tuổi thân nhé. Và trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn vì thế mà sẽ gặp phải rắc rối. Với bạn tuổi thân, do quá bận tâm tới công việc, bạn mệnh có thể thất hứa với người ấy khiến cho đối phương cảm thấy hụt hẫng và thất vọng vì không được quê trọng như thỏa mới yêu. Và nếu như cần thiết, bạn tuổi thân hãy giải thích cụ thể về sự bận rộn gần đây của mình, chứ đừng có lãng lặng làm mọi thứ mà không thông báo cho người ta một câu bạn tuổi thân nhé về câu quyết cho bà tuổi thân trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy được các thần hỗ trợ cho con đường công danh sự nghiệp được tăng tín tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa cần phải tranh thủ thời cơ để cố gắng nỗ lực thể hiện khả năng của mình tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ giành được cái nhìn thiện cảm của cấp trên tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đừng sợ thất bại mà hãy tự tin và cố gắng hết mình. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, chuyện tình cảm gặp nhiều rắc rối do công việc chiếm hết thời gian của bạn. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 69, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi giàu. tử vi tuổi dậu thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu cái đồ này làm cho bà tuổi dậu gặp phải không ít phiền não trong chuyện tình cảm ngày hôm nay với bà tuổi dậu đang có điểm báo tranh cãi liên minh khiến cho tình cảm của bạn và người ấy dần phai nhạt đi và có thể sau bao nhiêu tranh cãi hai bạn nhanh chóng làm hòa nhưng trong cơn nóng giận những lời nói ra khó có thể khiến cho đối phương không khỏi bị tổn thương và trở thành vết thương khó làm lành được nhé về phương diện công việc với bà tuổi dậu trong ngày này đang gặp phải họa thiên quan gây trở ngại cho nên công việc của bạn khó có thể được suôn sẻ như ý muốn. Kẻ tiểu nhân đưa ra chuyện dựng nên những lời đồn thổi, đồn đại thị phi sai sự thật nhằm hạ thấp uy tín của bạn mệnh để tranh lợi, đoạt danh. Điều này gây bất lợi cho bạn tự dậu trong cái thời điểm mà bạn đang được cấp trên chú ý nhé và hung thần thiên quan cũng là lời cảnh báo cho bạn tuổi dậu trong ngày này đang có nguy cơ bị lừa gạt về tiền bạc bởi kẻ tiểu nhân gây ra hôm nay bạn mệnh tuổi dậu hãy thận trọng với những lời mời hợp tác làm ăn lời mời về đầu tư ở mức lợi nhuận từ trên trời rơi xuống có những lời đề nghị ngọt ngào ẩn chứ phía sau là nguy cơ lừa gạt chiếm đoạt về tài sản bạn cần phải tinh ý mới biết được đó bạn tuổi dậu nhé về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy gặp không ít phiền não trong tình cảm khi tranh cãi xảy ra liên minh từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tình cảm có dấu hiệu nhạt phai khi mâu thuẫn không được hóa giải từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ công việc sóng gió do tiểu nhân gây họa thị phi đơm đặt sai sự thật từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc danh tiếng gặp bất lợi trong thời điểm đang được cấp trên chú ý từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim đề phòng nguy cơ bị lừa gạt về tiền bạc bởi kẻ tiểu nhân gây ra về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 88, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ 6, ngày 14 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là Bà tuổi tuất đang gặp được ngày có lục hợp phù trợ mang tới cho bạn có được cơ hội để hóa giải những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm lứa đôi ngày hôm nay với bà tuổi tuất trải qua bao nhiêu sóng gió mối quan hệ của hai bạn càng thêm hài hòa tốt đẹp hơn còn đối với những bạn đang còn độc thân cũng nhanh chóng gặp được người tâm đầu ý hợp với mình kết thúc cuộc đời độc thân không ít niềm vui nhưng cũng chẳng thiếu nỗi buồn nữa nhé trong vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi tuất đang cuốn được cát khí lan tràn cho thấy hôm nay rất thích hợp để cho bạn tiến hành những công việc như là hợp tác làm ăn thu về lợi nhuận cao cũng như là xuất hành đi xa ký kết hợp đồng và nếu như bạn có ý định kinh doanh trong ngày hôm nay bạn cần phải tìm hiểu kỹ càng về thông tin về thị trường đồng thời tìm được đối tác làm ăn phù hợp bạn đừng chỉ nhìn vào khả năng tài chính của đối phương mà còn phải xem xét về cả tư cách đạo đức của họ nữa nhé và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, đối với những bạn làm công ăn lương, sự chăm chỉ, tích góp bấy lâu của bạn đang dần có được những tín hiệu tích cực khi có được chính tài tương trợ. Với bạn tuổi Tuất có thể tận hưởng thành quả mà bản thân mình đã làm ra và hoàn toàn có quyền tự hào về bản thân mình lúc này nữa rồi. Về từ vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa có được cơ hội hóa giải những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân nhanh chóng gặp được người tâm đầu ý hợp với mình từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày thích hợp để cho bạn tiến hành về hợp tác làm ăn thu về lợi nhuận từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim chú ý tìm hiểu kỹ càng thị trường cũng như là đối tác hợp tác làm ăn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy người làm công ăn lương tha hồ thận hưởng thành quả tích góp bấy lâu nay về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 76, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi hợi trải qua một ngày có được nhiều niềm vui bất ngờ đưa tới trong chuyện tình cảm ngày này với bạn tuổi hợi mọi hiểu lầm trước đó của bạn hai người đều được tháo gỡ sau những sóng gió cả hai lại càng thêm trân trọng đối phương hơn Chẳng những vậy, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi, ngày hôm nay còn là một ngày lộc lá đầy nhà, kinh doanh buôn bán được thuận lợi, quy mô càng ngày càng lớn, khiến cho bạn vô cùng hứng khởi và cũng đầy tự tin vào tương lai của mình ở phía trước. Và với bà tuổi hợi, nếu như nguồn vốn cho phép, bạn có thể nghĩ tới chuyện đầu tư sinh lời, mở rộng thêm lĩnh vực về quy mô kinh doanh với mình nữa nhé trong công việc bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh dẫn đường trị lối cho bạn cho nên với bạn tuổi hợi đang có được cơ hội thăng tín rõ ràng đến ngay trước mặt dù chỉ là bước tiến nhỏ không lớn lắm nhưng đó cũng là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua nữa rồi về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa đón nhận nhiều niềm vui bất ngờ về đường tình duyên tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ hiểu lầm được tháo gỡ đôi lứa thêm phần trân trọng đối phương tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc kinh doanh buôn bán được thuận lợi quy mô càng ngày càng lớn mạnh tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô về đầu tư sinh lời tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có được cơ hội thăng tín rõ ràng được ghi nhận những nỗ lực của bạn mấy lâu nay. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 58, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.